Tiếp tục các bạn cùng xem trận đấu giao hữu giữa hai đội Lý Hào và Nhân Cường tại sân Cầu Long Úc Tài, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây là hai đội trẻ của câu lạc bộ Úc Tài đây. Mời các bạn cùng xem nhé. Đây là hai đội cầu thủ trẻ của sân câu lạc bộ Úc Tài đây. Hai đội trẻ này là tương lai đó, nối gót các đàn anh đó. Đội Nhân Cường đang tạm dẫn điểm số 5-3, 6-3. Cầu bỏ không qua lưới. Các bạn đang xem trận đấu cầu lông đôi nam giao hữu giữa Nhân Cường và Lý Hào ở tại câu lạc bộ cầu lông Úc Tài, thị xã Tân Châu, An Giang. Đội Nhân Cường ở phía sân gần màn hình và Lý Hào ở phía sân xa màn hình các bạn. Điểm số hiện đang nghiêng về đội Nhân Cường với 14-7.
8-14. Hay quá, chụp cầu hay quá. 9-14. Hay quá, cú cầu hay quá. 2 đội đánh có hấp dẫn quá. Đây là lớp vận động viên cầu lông trẻ của câu lạc bộ Úc Tài đây. Lớp kế thừa cho lớp Đằng Anh. Điểm số hiện là nghiêng về đội Nhân với Cường. 13-17. Hay quá. Quá hay, bỏ lỗ quá hay à. Chú ý quả cầu cuối. Kết thúc trận đấu, đội Nhân Cường thắng đội Lý Hào với số 21-16. Trận đấu video đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.